Đây, cái miếng đất là ngang 24, một cạnh là dài 80, một cạnh là dài 87 nha. Từ cái hàng rào đó, hàng rào đây nè, đó, đi hết cái hàng rào này, đối diện với mấy đại gia người ta đang xây dựng biệt thự đó. Bên đây của một đại gia khác nè, bên đây của một đại gia đang xây dựng luôn nè, nhà ở biệt thự rất là đẹp. Đây, cái miếng đất tới đây đối diện với cái nhà này luôn. Khu này rất là đẹp nha, tiềm năng đầu tư bao lời luôn.